Thôi bây giờ còn nhiêu chơi nhiêu. Bây giờ nếu như hát một bài thì nó sẽ là mất hứng tất cả các anh. Bây giờ Duy Phước xin gửi tặng cho tất cả quý vị cũng như là tất cả những người anh em thân thương một non stop gồm có 5 ca khúc. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Một đảo tay thật to được không quý vị ơi? Cảm ơn rất nhiều. Nhạc lên mình. Yeah, yeah. Có anh em nào mà sung sung lên đây chơi với em cho vui nha. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên đó. Lên chơi với em luôn đi. Yeah, yeah. Giả vờ như em thương anh có được không? Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ không tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để gói ghém yêu thương. Thật ân ơi mà không một ai đi ra đường. Em ơi! Anh em nào sung sung lên đây chơi với em cho vui nha. Mời tất cả những người anh em lên đây chơi với cho vui nha. Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết con đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhất nơi anh muốn. Con đường dài cùng dòng mau nóng.
sống không hài lòng. Vai kề vai chung một lòng. Là anh em bên nhau, nào ngại chi thương đau. Cuộc đời này bao nhiêu lâu, sống chết ta vì nhau. Với những nhân ta nguyện thề, mãi mãi không sai lời thề. Chuyện đời nào của riêng ai, bao nhiêu vẫn bình an. Chắc câu đông tranh chúc một giờ, như khi trái tim mở rộng. Chẳng nghĩ cho bản thân mình xin xa dẫn đến nghe vì nhau. Sống chết ai không một lần, hãy sống sao cho thật lòng. Phải là anh em tốt của nhau, ngày sau. Có những lúc sóng gió như cùng ngã ta, anh em ta bên nhau cùng vượt qua. Dù bao gian khó chẳng đổi thay lòng, bao chờ ngày cũng sống. Có những lúc môi bước chân buồn chí chai, anh em ta bên nhau con đường dài. Cùng dòng máu nóng sống không hài lòng, vai kề vai chung một lòng. Anh em ơi, có thể sôi động lên cùng em được rồi. Tay đâu cả nhà mình ơi. Tay đâu, ai là anh em có thể giơ tay cao được rồi. Tay đâu, tay đâu, tay đâu, tay đâu, tay đâu, tay đâu. 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 Oh!
niềm vui. Và tôi biết sẽ coi đời tìm được người chi phí thật chẳng dễ. Dù không bao giờ làm sao người kể sẵn tôi là bạn. Đừng bị bao trong cách nhưng lại vẫn luôn là bạn. Khi cần thì tôi sẽ luôn có bạn. Cảm ơn vì tôi có bạn ở bên. Còn hai tiếng anh nghe. Và chính lúc như vậy tôi cảm ơn bạn. Đã đến những lúc tôi buồn vui. Và tôi biết giữa coi đời tìm được người chi phí thật chẳng thể. Tay cả nhà mà đưa tay đông tay đông tay đông tay đông tay đông. Giơ tay trái lên, còn ai đẹp trai thì gái có thể giơ tay phải lên. Ai đẹp quá trời quá đất có thể giơ hai tay cao lên được không ạ? Yeah, yeah, yeah. Này mình bên nhau anh vẫn thường nói, trọn đời bên em yêu em mãi thôi. Dù cho ngày tháng không thay đổi, mãi yêu em người ơi. Mà đâu hay hôm nay mình chia tay, đành phải xa em mấy đi mà không có em. Tình ta vừa mới thiết tha mà giờ đã mỗi người một nơi. Cảm giác bên em bao ngày qua anh chẳng quên. Dù ta cách xa những trái tim anh vẫn bên người. Anh chàng anh mang theo là kỷ niệm hai chúng ta. Xin người đừng làm rộng lên yêu chân anh. Hãy cho nhau nụ hôn khi giờ đây ta biệt ly. Thời gian đã qua anh rất hạnh phúc bên người. Cảm ơn thiên thần tình yêu rơi ấm tim anh để yêu em. Thiên đường buồn thật buồn nếu mang em thay người ơi. Yeah. Ngày mình bên nhau hay vẫn thường nói, trọn đời bên em yêu em mãi thôi. Dù cho ngày tháng không thay đổi, mãi yêu em người ơi. Một tràng vỗ tay cho vũ đoàn của em được không ạ? Mà đâu hay hôm nay mình chia tay, đành phải xa em anh đi mà không có em. Tình ta vừa mới thiết tha mà giờ đã mỗi người một nơi. Tay đâu tay đâu tay đâu tay đâu tay đâu. Quẩy lên 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 ạ. 1, 2, 3, let's go. Chàng anh mang theo là kỷ niệm hai chúng ta. Xin người đừng làm dòng lên yêu chân anh. Hãy cho nhau nụ hôn khi giờ đây ta biệt ly. Thời gian đã qua anh rất hạnh phúc bên người. Cảm ơn thiên thần tình yêu rơi ấm tim anh để yêu em. Thiên đường buồn thật buồn nếu vắng em. Mọi người ơi. Dạ, vỗ tay được không quý vị ơi? Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả những người anh em. Bên trong còn rất là nhiều tiết mục, cho nên là Duy Phước xin được phép dừng sân khấu lại và một chút xíu nữa. Các bạn mãi lại em đi xuống.
Còn ở đây còn rất là nhiều anh em ở đây, Duy Phước vẫn còn ở lại đây. Và một chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe DJ và chúng ta sẽ cùng quẩy tiếp.